Cửa hàng âm thanh bãi Tiến Audio Hải Dương xin kính chào các bác nhé. Trong buổi sáng ngày hôm nay có nghĩa là ngày mùng 10 hay sao ạ? Đúng rồi, hôm nay ngày mùng 10 tháng 1 năm 2019 thì cửa hàng của nhà em vừa mới về được một quả súp. Quả súp này hàng nó vừa về, các bác thấy này, hàng vừa về ngổn ngang chất đầy sân và cũng đang là công tác tháo dỡ. Có một số loa Victor là làm loa trợ lời các bác nhé. Và đây là hai đôi loa loa Bühler. Đây này, hai cái đôi loa Bühler CFF 7000. Đọc qua cái model để anh em nhớ rõ đấy. Hai đôi loa Bühler CFF 7000. Đấy, vẫn còn giấy niêm phong đây. Và đang chuẩn bị công tác là tháo dỡ hàng. Và quả này thì cũng đã tháo dỡ hàng. Cửa hàng quả này thì em về được hai quả này các bác này. Quả súp này em về được hai quả. Và đây một quả này em đã, tất cả hàng về thì em phải đều phải khui thùng và cũng khui thùng ra thì cũng đồng thời là tháo nội thất ra để kiểm tra xem là loa có chuẩn không và có zin hay không. Sau đó mới lại lắp vào và tiếp thị bán lên cho anh em, quý vị và các bác. Thì hôm nay có một quả trầm rất là gấu, thưa quý vị và anh em, đó là quả trầm Calip cực gấu luôn. Quả Calip, cái model của nó ở đằng sau đít, tí nữa em sẽ cho các bác xem. Và điều đáng nói ở đây thì các bác thấy là cái củ từ của nó đấy, cực kỳ gấu, nó củ từ này nó không khác gì con Paladin 2200. Xin nhấn mạnh, củ từ lâm châm của loa Calip này nó không khác gì củ từ, nó giống y như là củ từ của loa của quả trầm Paladin 2200 mà vài hôm trước em đã bán vài quả đó. Giống vào cái cấu hình của nó gấu luôn. Và nó còn củ nó còn to hơn cả cái Paladin nữa. Các bác thấy củ nó còn to hơn cả Paladin nhiều. Đây, nếu mà từ của nó, xem củ lâm châm của nó xem nào. Cái từ lâm châm của nó các bác thấy là nó rơi tới 16 luôn. Cái củ từ ấy rơi tới 16 luôn. Sấp xỉ 16. Các bác thấy mà từ nó lại là từ lâm châm kép nữa. Từ lâm châm kép, đấy các anh em thấy này. Từ lâm châm đôi nhá, gọi lâm châm kép. Các cái xương sắt của nó, đây là xương sắt. Đấy, xương sắt đúc. Và các bác thấy là các cái tản nhiệt của nó là làm quá là ok thôi. Được kín, bày biện kín ở trong cái loa bát này. Đấy, anh em thấy là quá là ok. Và bây giờ thì cái dây, kể cả những cái dây dây điện của nó này, các bác thấy không? Các cái dây điện của nó to, rất là to luôn. Và bây giờ thì em sẽ quay cái củ bát đây để cho các bác, các anh em chúng ta được ngắm nhìn cái màng bát của loa cũng như xem vào nội thất ở trong cái thùng loa. Quá đẹp thật sự mà nói. Cái dòng trầm như thế này thì hôm nọ đấy, mấy hôm trước ấy, cách đây cũng không lâu đâu, thì cách đây là khoảng tầm độ nửa tháng thôi, em đã bán một quả trầm model đàn em của dòng này, đó là trầm bát 25 thôi. Nhưng mà em này thì em mới lại sở hữu là bát đường kính 30. Bát có đường kính 30 các bác thấy. Màng của nó là màng carbon màu hồng, tuyệt đẹp, nhìn rất là sang trọng các bạn, thật sự mà nói. Đấy, các cái ánh sáng phản vào thì nó sẽ tỏa ra một cái luồng ánh sáng tuyệt đẹp, giống như là ánh hào quang mà em vẫn test ở những đôi loa khác các bác nhá. Đấy, thì cái gân của nó này này, cái màng thì màng carbon nhá. Màng carbon cái màng này cực kỳ bền, màng carbon này không phải chất liệu giòn mà đây là màng carbon chất liệu dẻo các bác nhé. Màng carbon chất liệu dẻo, xé không bao giờ rách mà chỉ có cắt mới rách thôi thưa anh em. Đấy. Và cái gân của nó này nhá, là nó là cái gân vải này rất là dày. Cái gân vải này nó khác với cái gân vải khác, tức là nó khác với gân vải noa, tức là gân vải noa thì nó mỏng mỏng, nó thường thường thôi, nhưng mà dòng trầm này nó cho sức mạnh thì nó tất nhiên là cái vải của nó dày, dày ơi là dày luôn. Cái vải gân vải này đấy, rất là dày và rất là mềm. Đánh tiếng này thì đảm bảo là các bác quá là ok rồi. Và đây các bác thấy là lỗ thông hơi của nó này, cái lỗ thông hơi của nó rất là to luôn nhá, trông thế thôi nhưng mà nó nè, bàn tay của em đút vào còn lọt luôn đấy, cái lỗ thông hơi đấy. Bát mặt đằng trước xong lại cộng hưởng với lại cái lỗ thông hơi đằng trước nữa. Điều này cho các bác thấy là quả trầm này nó sẽ cho ra một cái âm hình vô cùng là tuyệt vời và say đắm. Vợ cầm cái điện thoại xoay cái nội thất này cho các bác kiểu xem, tối quá. Đây là em đang quay ở không khí ngoài trời, đây là sân nhà em này, sân xuống nhà em này. Các bác thấy nhà em nó rất là nghèo luôn. Đấy, đây là nhà em nhé, các bác nào nhiều bác về nhà em các bác cũng đã biết rồi, rất nhiều bác về nhà em
các bác cũng đã biết ở đây là em thay quay thực tế ở nhà em và ở sân nhà em. Đấy các bác thấy. Đấy các bác thấy là cây ra đây nhá, là soi ở trong cái nội thất phân tầng này. Thì cái phân tầng này nó được nằm ở, nó che đậy ở trong cái lỗ thông hơi. Đây các bác thấy cái lỗ thông hơi của nó này, đấy nó làm rất là cầu kỳ. Lỗ thông hơi rất to. Đây là một thanh nhựa. Riêng một cái thanh nhựa nhá, làm lỗ thông hơi đánh luồng từ trong này đánh thoát ra lỗ thông hơi này. Các thấy có cả số seri các cái số này. Nó rất tuyệt. Và cái phân tần của nó này nó cực kỳ to luôn các bạn. Đây là từ bên này mà sang đến bên này luôn. Đấy, nhưng mà nó lại như này thì nó lại che mất cái ống này rồi. Cái ống này nó phải rơi đến tầm được 16 17 phân rồi. Đấy. Thì bây giờ em sẽ lắp cái bát này vào và sẽ quay toàn diện cái và cầm cái này. Cầm cái nắp cái bát này vào xong rồi sẽ đây này. Em sẽ nắp qua cái quả bát này vào nha. Rồi, thôi đã tạm đây vậy. Giờ sẽ gửi quả trần này ra. Tạm đi các bác nhé. Rất nặng. Nó rất xứng đáng với đồng tiền. Ôi là nó không được à. Nếu mà đá như này thì phải bỏ đất thôi. Quá là ok. Đá tạm đất. Đấy em thấy, các bác thấy là em làm rất là nhẹ nhàng chứ không phải là gì đâu. Và có về cái dòng này thì nó sử dụng nguồn điện Mỹ các bạn, dòng Calip à, nó điện Mỹ và dòng Calip này nó không liên doanh hợp tác với nước khác. Đấy, các cái củ từ em vừa thông số em vừa cho các bác xem rồi nhá. Thì cái cắm điện vào thì nó sẽ hiển thị mặt đồng hồ này sáng xanh lên. Và các bác có thể điều chỉnh to nhỏ ở 42 cái nút này. Đây là to này, đây là nhỏ này. Và những cái nút này là nút hơi nhiều và hơi ít. Và đặc biệt là có tiếng phát gần và phát xa. Nó tùy theo cái, tất cả là nói chung là nó ở trong 4 cái nút này. Các bác thích nghe ở tầm nào thì các bác tự chỉnh nhá. Đấy, khi cắm điện vào điện thì nó sẽ lồi lên đây. Và các bác thấy này, đây là cái e căng của nó. Đấy, cái e căng của nó đây nhá. E căng nhựa hết nhá, anh em nhá, e căng cực đẹp luôn. Đấy các bác thấy, rất là đẹp. Và cái em sẽ đo cái kích cỡ cả cái chiều thùng này cho các bác, các anh em chúng ta nắm bắt được. Đấy, cái em thùng này nó có một cái chiều cao là 48/5. À chiều sâu ấy. Chiều sâu là 48/5 nhá. À nếu mà tính ở dưới thì nó hơn đấy các bạn. Ở dưới này nó còn có thò ra nữa mà. À nếu tính ở dưới này nó là 51 phân mà các bác này. Tính ở dưới đáy này này. Đấy, dưới này nó là 51 phân. Đấy. Phải đo như thế thì nó còn một cái gì ra nữa. Nếu tính cả e căng là 51 phân đấy. Nó còn lợi ở dưới nữa. Đấy thì của em trầm thì em cao là 48/5 này. 48/5 và cái chiều sâu thì em vừa đo cho các bác đấy. Chiều sâu là 51. Đấy, chiều cao là 48/5. Và chiều rộng thì là 37 phân. Bát 30 rồi. 30 chiều rộng là 37 phân nhá. Đấy, xung quanh em trầm này thì quá đẹp. Đây là hàng về cũng chưa lau chùi gì luôn. Đấy các bác thấy. Thi thoảng có một cái vài vết như là ví dụ như là các cái vết đây, vết này như này. Đấy, tí này, tí lăn tăn bằng tí tí. Thì thật sự với các anh em là thằng bãi là khó tránh lắm. Thật sự mà nói khó tránh. Đây cái về thì cái tem của nó cũng bị rách rồi. Cái tem của nó này nó cũng bị bong rồi. Không biết là bong hay là trẻ con nhà em nó vừa nghịch đây. Đấy thì cái này là nó mới hơi bị bong thôi. Thì em sẽ lấy keo em dán nó vào. Và các đây là tem của nó này. Đây là quả trầm Calip có model như sau. Model của nó là cái trầm Calip model là RVK12D các bác nhé. Xin đọc lại model Calip RVK12D. Đấy, đây là 120V, tức là nó đài dòng điện, điện là 120V. Đấy, rất là ok, rất tuyệt vời. Và đây là các cái đường đi cắm dây. Ví dụ các bác mà nghe âm đi nghe nhạc ấy, chuyên nghe nhạc ấy, âm đi Mỹ, đi Nhật hay là vân vân thì các bác cắm vào đường in ở đây, đường vào xoáy ra, đấu như là đấu loa thông thường ấy. Các bác nhá. Đấy. Còn đây là đường vào dành cho những chiếc âm ni Jaguar 203 hay là 506 cho vào đấy thì nó rất là ok. Đây luồng điện của nó là 120V. Tất cả cái thông số đọc tiếng Tây thôi. Các bác thấy này. Rồi các bác nhá. Nói về em trầm này thì các bác nghe thì khỏi miễn bàn.
Hôm nọ em bán đi một quả, nó là bát 20 năm thôi nhưng mà đánh đã cảm giác là quá kinh khủng rồi. Và hôm nay thì em về được quả trầm bát 30. Đấy, bác thấy đẹp, tuyệt vời luôn. Và cái giá của em trầm calip này nhá, thì nó là giá của nó là 8 triệu rưỡi anh em nhá. Giá 8 triệu rưỡi một quả. Đây là em về được 2 quả. Em về được 2 quả. Em về được 2 quả nhá. 2 quả duy nhất mà thôi, không có nhiều. Thằng này nếu mà có 2 quả này thì có một bác khách đã chốt cho em một quả rồi các bác nhá. Chốt cho em một quả rồi, còn duy nhất một quả này. Còn duy nhất một quả, các bác phải thật nhanh tay xem xong clip các bác thấy các bác ưa thì các bác thật nhanh tay để gọi điện cho em để sở hữu. Không qua lại chậm lại các bác lại tiếc, không còn. Đấy, cái model vừa giống như quả vừa rồi nhá. Đấy, cái củ cốt thì đã bỏ lại cho các bác các anh em chúng ta rồi. Do là một mình vừa làm vừa gì đó là máy quay nó hơi bị nhập nhoạng một chút, một chút. Rồi. Ok ok. Ôi, các bác thấy, ui, quá kinh khủng, quá đẹp. Quá to, to vật vã luôn. Thật sự bát này không phải lớn hơn 30 các bác, thật sự mà nói là lớn hơn 30 chứ không phải 30 đâu. Gang của em 25 mà đo nó còn thừa nhiều nữa kia. Lớn hơn 30 là cái chắc các bạn, lớn hơn 30. Rồi, vậy là giới thiệu xong một quả trầm rồi nhá. Đấy, cái lỗ thông hơi của nó nằm ở đây các bác này. Lỗ thông hơi em vừa quay ấy, lỗ thông hơi nằm đây. Rồi, bác nào muốn sở hữu em trầm này thì liên hệ với em sớm các bác nhá. Đánh cực kỳ lực luôn và tiếng của dòng Mỹ thì các bác thấy là nó rất là mềm và sâu. Đấy, nghe cái tiếng bát cả ngày không biết chán các bác nhá. Không như những anh trầm tàu. Đấy, các bác thấy là dòng Mỹ nó chuyên thế, các cái dòng trầm bãi thì là nghe sâu xa và rất là ấm chứ không có đánh cực như là trầm tàu. Đấy, đánh tí thì đau hết cả đầu, không muốn nghe nhạc nữa. Và hôm nay thì trong cửa hàng em thì về được con ăn bỏng nó mất đây. Cửa hàng của em về được một số loa tay, loa để chuyên vào ghép thêm để chọn lời các bác. Đấy, Victor nhá, loa Victor đấy, có sản xuất ở Japan này. Đấy, loa Victor, JBC Victor. Đấy, các bác thấy củ xương đúc của nó rất là tuyệt vời, rất là ok luôn. Đấy, rất là đẹp, zin tuyệt đối luôn. Và bên trong thì nội thất phân tầng nó như sau. Đây là phân tầng nội thất các bác thấy này. Đấy, và phân tầng nội thất. Đấy, tất cả bên trong là có bông chăn tiêu âm. Rồi. Đấy, sử dụng là màng giấy các bác nhá, màng giấy kết hợp sợi thủy tinh và gân của nó nguyên zin là gân vải các bác nhá. Đấy, kết hợp sợi thủy tinh và gân của nó gân vải và tép, đây là tép giấy các bác nhá, tép giấy. Đấy, còn đây là ngoại hình của em đó này, Victor đời Thiệu nhá. Victor đời Thiệu, đời chó ngửi kèn. Tại sao lại nói là chó ngửi kèn? Vì là cái biểu tượng của Victor này ấy, là cái đời biểu tượng là rất nhiều model Victor. Thế nhưng mà cái model Victor nó có cái con chó nó ngồi ngửi kèn đồng này. Đấy thì gọi là đời Thiệu. Các bác. Đấy gọi đời Thiệu, gọi là đời chó ngửi kèn đấy. Trời, cậy kia càng rất là rít luôn. Chưa cậy bao giờ, rất rít. Hàng vừa về em vừa khui thùng ở đây nhá. Đấy, ở bên cạnh hông thì các bác thấy là em về hôm nay về được 6 đôi thì phải, đúng là chính xác là về được 6 đôi. Đấy, hàng em đặt mà, em biết. Về được 6 đôi nha, loa nhá. Đây Victor này. Đấy, có lỗ thông hơi đây và các cái ví dụ như là đây các cái chỗ này nó là cái chỗ để bắt vít, để chúng ta bắt vít để treo tường đấy, treo loa đấy. Đấy, đây còn sau cũng có cái hệ thống để bắt vít để treo loa này, các bác muốn treo cửa nào các bác treo. Đấy, Victor nó có tên là loa Victor SBP77, các bác nhớ model này, em quay rõ model này các bác. Nếu mà tiện không các bác thì tra cứu thì muốn gì thì hãy chụp cái màn hình đây, em quay như này các bác chụp màn hình điện thoại luôn. Loa Victor đời Thiệu chó người kèn, đây con chó người kèn đồng này các bác này. Victor model SBP77. Đấy, công suất là 150W trên một thân thùng loa. Đấy, bé bé thôi nhưng mà công suất rất khủng luôn. Dòng này chịu đòn cực tốt, các bác nằm loa để hát karaoke thì quá tuyệt vời. Trở kháng 6 ohm, hàng made in Japan. Rất tuyệt vời nha. Và lô này về rất đẹp. E căng nghe rất lành nặng. Đấy, các bác thấy lành nặng đẹp tuyệt vời luôn.
Và giá của những em loa này nó rất là ok luôn anh em ạ. Giá của mỗi một cặp loa, mỗi một cặp là 2.500.000 đồng anh em nhé. Giá là mỗi một cặp loa Victor như thế này, đây như một đôi như này là có giá là 2.500.000 đồng anh em nhá, các bác nhá. Các bác nào muốn sở hữu để làm loa trợ lời, muốn cho cái những cái loa hoặc nghe nhạc đấy, hoặc nghe nhạc hoặc làm loa để trợ lời các bác hát karaoke thì liên lạc sớm với em để sở hữu. Tết đến đít rồi các bác nhá. Còn xin ngay bây giờ thì em xin được kính chúc quý vị và các bác, các anh em sẽ có được một ngày mới thật là an lành, mạnh khỏe. Và ngay bây giờ thì xin cảm ơn và kính chào quý vị và các bác, các anh em. Hẹn gặp lại các bác trong những video clip tới. Các bác hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ để ủng hộ cho kênh của em nhé. Xin chân thành cảm ơn. Và đồng thời nhấn vào nút chuông thông báo để nhận những video, những sản phẩm em sắp áp lên hàng ngày, hàng giờ. Nó sẽ báo về máy cho các bác, các anh em chúng ta tiện theo dõi. Vâng, ngay bây giờ xin cảm ơn và chân thành cảm ơn.